Thu Hiền TV. Hôm nay tới được điểm 10 môn hóa đấy. Tú Tú, nhìn kìa. Chu Choa Mạ ơi, đúng là phong cách tớ đang theo đuổi. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái xinh bao giờ à? Ôi, thôi xong rồi. Ôi, đây là hoàng tử mà truyện tranh thường hay nhắc đến sao? Tên của cậu là... Ôi da, cậu làm cái gì thế? Không có gì đâu, mình đi thôi. Đứng lại đã. Anh thành công thu hút sự chú ý của em rồi đấy. Làm bạn trai em nhé. Làm bạn trai em nhé. Ai thế? Anh không biết em là ai à? Cô là... Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cô ấy ha, hot nhất trường ta đấy. Hay chảnh chọe, kém thông minh là những từ người ta dùng để nói về cô ấy đấy. Nếu bạn anh đã chê thì anh xin tiến cử bản thân mình. Anh á, không có cửa. Nhớ gọi điện cho em nhé. Tôi về đây. Cô bị làm sao đấy? Anh Tú, nó không gọi thì anh gọi. Ngày hôm sau, may mà có cái nhà vệ sinh ở đây. Hôm nay uống hơi nhiều nước. Ai kia? Là cô gái hôm trước mà. Biến thái. Ôi mẹ ơi, cứu con với. Anh ấy đây rồi. Có tiếng bước chân. Không có ai. Mình tưởng tượng ra. May quá, chưa bị phát hiện. Sảng khoái quá. Ai vậy nhỉ? Cái gì thế kia? Đây là chai nước của anh Tú. Mình phải mang về cất vào két mới được. Lại là cô à? Anh Tú, đợi em với. Tối hôm đó, anh Tú là em đây. Anh có nhớ em không? Tránh xa tôi ra. Cô ấy đâu rồi? Trốn đâu rồi? Mình mơ ngủ à? Mày thế, mơ thôi, ngủ tiếp. Cô cái gì cứ động đậy thế nhỉ? Mở ra xem nào. Chào anh. Còn ngồi đấy à? Ra xem nó bị làm sao. Tu ơi, Tu, Tu, Tu ơi, cậu bị làm sao thế? Phải dùng đến tuyệt chiêu thôi. Tôi đang ở đâu đây? Ở cái thằng này đang học nhóm mà cậu ngủ mơ à? Ờ, đúng rồi, chúng ta đang học nhóm mà nhỉ? Cậu mơ thấy cái gì mà hú hét kinh thế? Tớ mơ thấy Bích Phương. Cái gì? Bích Phương á? Ai vậy? Để tớ kể cho. Úi xời, Tú mà cũng có fan hâm mộ cơ á. Alo, ai đấy? Là em đây, Bích Phương của anh nè. Cái gì? Sao cô lại có số của tôi? Việc đó đơn giản mà. Anh Tú ơi, em rất nhớ anh. Ôi, em rất nhớ anh cơ đấy. Ai đang ngồi cạnh anh đấy? Bạn gái anh à? Có cách rồi. Ờ đấy, cô ấy là bạn gái tôi. Em muốn gặp cô ta. Nếu anh thực sự có bạn gái thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Cái gì? Bạn gái á? Nói bẻ thôi. Được, cô nhớ giữ lời đấy. Này này, cái ông kia, ông nói ai là bạn gái của ông đấy? Bà phải giúp tôi chứ. Không, tôi nói không là không. Từng này đã đủ chưa? Tôi sẽ suy nghĩ lại. Ngày hôm sau, sao Trình còn chưa đến nhỉ? Anh Tú, sao giờ này bạn gái anh vẫn chưa tới?
anh nói dối em đúng không? Em đến rồi đây. Anh Tú, anh chờ em có lâu không? Quái vật ở đâu đến thế này? Anh ơi, em muốn ăn bim bim, cả xúc xích nữa. Được rồi, để anh mua cho em. Không, không thể nào. Anh ơi, em đói. Chờ anh tí, để anh gọi. Anh chả thương em, anh hết yêu em rồi. Được rồi, được rồi, anh thương. Một tuần sau. Nhờ Tú mà tớ kiếm cả bộn tiền đấy. À, sao lại là cậu? Các cậu định làm gì? Cô cướp mất anh Tú của tôi mà còn hỏi tôi định làm gì à? Tôi chỉ là bạn của Tú thôi, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không cần biết, chuẩn bị trả giá đi. Cảnh sát đến kìa. Đâu, cảnh sát đâu? Đuổi theo mau. Mất dấu rồi, bên đây. May quá, thoát rồi. Có chuyện gì đây? Có người chặn đường, đòi đánh bọn tớ đây. May mà chạy kịp đây. Ui dào ơi, có cái gì mà phải sợ? Tớ vẫn sợ lắm. Cuối cùng cũng xong. Này, hay là cậu đưa bọn tôi về đi. Tôi sợ tụi nó vẫn còn đứng bên ngoài đợi đây. Cậu mà nói không thì biết tay tớ. À, đâu, được rồi, nhẹ tay thôi. Hôm nay sẽ là một ngày may mắn đây. Con mồi đây rồi. Chào nhé. Thôi xong, sao lại là cô ta? Chạy thôi. Ôi. Chạy đâu cho khỏi mưa rào. Bất ngờ chưa? Cậu hiểu nhầm rồi, tớ không phải là người yêu của Tú đâu. Tú nhờ tớ đóng giả thôi. Cô nghĩ tôi tin chắc. Đừng, đừng lại đây mà. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng hòng. Thả cô ấy ra mau. Cậu đây rồi, cậu mau nói tớ không phải người yêu của cậu đi. Anh nói đi, sự thật có phải như vậy không? Các người muốn động vào người yêu của tôi thì phải bước vào xác của tôi. Được, nếu anh đã muốn thế thì lên. Này thì giang hồ. Thằng kia, bỏ chân ra. Nó kẹp cổ em rồi đại ca ơi. Ở chỗ này này thầy ơi. Mấy em kia, dừng lại. Thưa chính, thầy giáo tới. Run. Chạy mau. Đuổi theo mau lên. Mệt quá, cứ nghĩ là bị bắt rồi chứ. Cậu có sao không? Không sao. À, tay cậu bị thương rồi. Vết thương nhỏ thôi mà. Đúng thật là, vừa nãy cậu chỉ cần nói tớ không phải là người yêu của cậu là được mà. Đồ ngốc này, cậu nghĩ cô ta sẽ để yên sao? Hay là cậu thích tớ thật đấy. Yêu hay không yêu, nói một lời thôi. Thôi thôi, cậu bớt ảo tưởng lại đi. Gu của tớ không phải là gái xấu đâu. Này, cậu dám nói tớ xấu sao? Tớ nói đúng mà. Không phải, không phải. Cậu đứng lại, cậu bảo ai xấu? Có giỏi thì bắt tớ đi, leo leo. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, cho nên thay vì cố tìm cách để nắm lấy thì hãy học được cách buông xuôi, nhìn vào tương lai và sống cho chính bản thân mình. Bố ơi, hôm nay con mang con trẻ về cho bố đấy. Gọi nó vào đây cho bố. Anh ơi. Hello bố vợ. Yeah. Ôi dồi ôi, cục cưng của anh. Gì cơ? Không, hãy nói đây không phải sự thật đi. À, cháu mời bác. Cháu mời bác ăn cơm. Bố ngồi xuống đi ạ. Bác ăn cơm đi ạ. Kìa bố. Cháu mời bác ăn cơm. Ô kìa, bác cứ ăn thoải mái, cứ tự nhiên nhớ nhà đi. Đi về mau. Ô kìa, bác. Tránh ra, đừng bao giờ bác mặt tới đây nữa. Sao vậy? Bác ơi, bác mở cửa ra bác ơi. Sao bác lại làm thế? Cháu yêu em Trang thật lòng mà bác ơi. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa
vào nhà đi bác ơi. Đầu hết cả đầu. Cháu không thể sống thiếu trang được bác ơi. Cái thằng kia. Mày dám. Bố, anh Hoàng đâu ạ? Hoàng cái gì mà Hoàng. Đừng nhắc đến cái thằng trẻ trâu đó nữa. Từ mai tao cấm cửa, không được lén phén với thằng đấy nữa, biết chưa? Nhưng con yêu anh ấy thật lòng mà. Bố đừng ghét bỏ anh ấy mà. Bác ơi. Tiếng gì thế nhỉ? Bác ơi, bác ơi. Rồi à, điếc hết cả tai. Có thôi ngay đi không hả? Nó muốn bố mày tức chết đi mà. Tao phải cho nó một bài học. Bác ơi. Cháu yêu em trai thật lòng, từ lòng non đến lòng già mà ơi. Bác, cháu yêu em trai thật lòng, từ lòng non đến lòng già mà bác ơi. Bác ơi, cháu yêu em trai thật lòng, từ lòng non tới lòng già. Thế đây còn ra thể thống gì nữa? Cháu xin bác nha. Vừa ngon vừa ngon. Không. Bác đồng ý cho cháu vào rồi ạ? Dừng. Muốn cưới con gái tao phải bước qua xác tao. Bước qua xác của bác. Đúng. Vậy thì không, không được manh động. Cháu trả bác con dao ạ. Dao cháu mượn em Trang gọt hoa quả. Vừa rồi cháu mượn mà quên mất chưa trả ạ? Làm bác hết cả hồn. Thế thôi, cháu xin phép, cháu vào với em Trang nhé. Đứng lại, đi đâu mà vội mà vàng. Chơi trò chơi với ta đã nha. Nếu đập trúng tấm này, ta sẽ gả con gái cho. Thật hả bác? Thật luôn. Không trúng sao? Bác cho cháu thử lại lần nữa ạ. Sao mãi không trúng thế này? Ethan, Ethan, chúng làm sao được? Chống hết cả mà. Còn chưa chịu thua sao? Tiếp đi, tiếp đi. Dám chơi xỏ mình à? Bác còn non lắm. Dừng lại, dừng lại. Stop. Cháu không cố ý. Mày cút ra khỏi nhà ông ngay. Cháu chào bác ạ. Sao lại? Bác đừng vì vẻ đẹp trai của cháu mà choáng váng. Cháu mời bác ngồi ạ. Mày lại còn trêu tức ông ư? Đã xấu lại còn vô duyên. Biến mau. Bác, sao bác lại làm thế? Ăn gì mà khỏe thế? Không cưới được em Trang, cháu quyết không rời khỏi đây đâu. Bám dai như đĩa mà. Bác không được đuổi cháu đâu. Ra khỏi đây mau. Không bao giờ. Ôi trời đất ơi. Bác, đừng đuổi cháu. Tao khát nước. Ta sẽ hỏi người ba câu hỏi nhé. Dạ, bác cứ hỏi đi ạ. Thứ nhất, cậu có chắc yêu con gái tôi thật lòng không? Dạ, cháu chắc chắn luôn. Cậu làm gì nuôi con gái tôi? Cháu làm mình làm mẹ bác ạ. Ôi trời ơi. Bán được 1 tỷ gói mè đi, rồi tao cho mày cưới. Tò gan khủng lão này. Ê, bình tĩnh bác ơi. Anh mang trà sữa đến nhé. Đang thèm trà sữa. Yêu thế không biết. Phòng mình ở đâu nhỉ? Bên này. Trang ơi, anh mang trà sữa đến cho em này. Vậy uống nước đi, anh mua nước này. Cục cưng ơi. Ui chào ơi,
ngáy cũng đáng yêu nữa cơ. Để anh đỡ cưng dậy nha. Có mùi rượu nhỉ? Rượu ngọt làm ta đắm say. Nani? Sao bố em lại ngủ phòng của em thế này? Anh thề là anh với bố em chưa làm gì cả. Ngày hôm sau. Bố, ông đã làm gì con trai tôi đấy hả? Thôi, thôi mẹ. Con có đau không? Tôi chẳng làm gì cả. Ông đấm nó một cái mà bảo không làm gì à? Mẹ, bình tĩnh, ngồi xuống đã. Con trai tôi nó yêu con gái ông thật lòng như vậy mà ông cứ làm khó làm dễ nó. Vì nó là con bà nên tôi ghét đi. Thì sao nào? Ông nói gì? Em xem này. Có chuyện này anh muốn nói, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Không được. Em xin lỗi, em sắp lấy chồng rồi. Sao cơ? Đừng bỏ anh mà. Tại sao chứ? Ông còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện này sao? Kìa. Bà. Ông là cái đồ xấu tính. Ngày xưa tôi bỏ ông là không có sai mà. Ông vì tư thù cá nhân mà bỏ qua hạnh phúc của con mình à. Tôi hai bọn con yêu nhau thật lòng, mong bác suy nghĩ lại ạ. Thế rốt cuộc ông có cho chúng nó cưới không? Được rồi, ngày mai cưới luôn. Phải thế chứ. Yeah, chúng mình được lấy nhau rồi em ơi. Ngày hôm sau. Buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Hoàng và cô dâu Linh Trang xin được phép bắt đầu. Sau đây, xin mời bố mẹ của cô dâu và chú rể bước lên khán đài để thực hiện nghi thức trao của hồi môn cho đôi bạn trẻ. Ý, rồi à? Con dâu à, mẹ có mấy tỷ cho hai đứa làm của hồi môn. Con rể, tiền thì bố không có, nhưng vàng thì bố không thiếu. Dạ con xin. Tôi đố bà có nhiều vàng như tôi đấy. Ông nghĩ ông nhiều tiền hơn tôi chắc. Kìa bố mẹ. Mắt cậu đen trên trán à? Tôi xin lỗi. Ơ thôi chết, tiền của mình. Thôi tớ đi trước đây. Tu cà na ghê. La 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 la. Ê, ra học thể dục thôi bạn ơi. Tớ đau bụng quá không học được, cậu đi đi. Thế thôi, ở trong lớp đi. Vút vút đẹp trai các thứ nào. Một lúc sau. Gì mà ồn ào thế? Thôi chết rồi, tiền của tớ đâu mất rồi. Tìm kỹ lại xem nào. À, tớ nhớ ra rồi. Sao các cậu nhìn tớ ghê vậy? Cậu bị hát mà, không phải hạnh đâu. Cái gì? Cậu bị điên à, tôi không có lấy. Các cậu cũng nghĩ tới như vậy à? Giờ thể dục ở trong lớp, có cả Hiệp nữa. Sao các cậu không hỏi? Đúng rồi, tớ làm chứng, có cả Hiệp ở trong lớp nữa. Ừ. Ôi, tớ không biết gì đâu nha. Ghê thế. Thủ phạm chính là cậu, chỉ có cậu mới biết. Sáng nay tớ cầm tiền, thế nên chỉ có cậu. Cậu cuộc đời vẫn đẹp sao? Có gì đó sai sai thì phải. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi đi. Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Cuối cùng cũng chịu đi. Nhưng mà mình làm gì vậy? Chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ, không thể để tên đó nhẫn nhơ được. Chuyện đi em ơi. Bình thường nó toàn đứng xem chùa, sao nay lại có tiền chơi vậy? Có điểm chẳng lành vậy nhỉ? Cách vào. Xuống đây má. Chán rồi, không ăn nữa. Ê, mau đuổi theo. À, cẩn thận. Ây, chết đi. Mày đang làm cái quái gì vậy hả?
bằng chứng quan trọng đấy. Bỏ vào túi thần kỳ của Doraemon. Cái này là bằng chứng trước tòa. Ừ nhỉ. Được rồi, đi thôi. Ui ui, đất bạn ơi. Đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời. Chim sẻ nghe rõ trả lời. Đã xác định được mục tiêu. Uống ngụm nước cho xui nào. Tình hình thế nào rồi? Ôi da, bị thằng điên kia ném vào đầu rồi. Ồ, tiếng gì nhỉ? Meo, meo. Thì ra là con mèo hoang. Thôi, đi về cái đã. Úi trời ơi, thoát cả tim. Đừng của nó bạn ơi. Bạn của cậu mà lý. Đây, đồ của cháu đây. Dạ, cháu xin ạ. Cháu gửi tiền ạ. Ok nha. Cất vào đây, có mà mới lấy được. Chuyện đó thôi. Hai con bé này có mua đồ không đây? Mua thì trả tiền đi. Dạ, bọn cháu không có tiền à. Chạy mau Hiền ơi. Lần sau thì điệu hồn đấy. Cả lớp, mình đã tìm được hung thủ rồi. Hung thủ đó chính là Hiền. Ồ, cậu à. Đúng vậy, chính mắt bọn tớ đã thấy cậu ấy lấy tiền đi mua bánh, đúng. Không, không phải, đây là tiền của tớ mà. Cậu cần định chối cãi nữa à. Cậu định làm gì vậy? Đưa chân đi nào. Ui, cậu đi qua đi. Thế đây là cái gì hả bạn? Cậu còn chối nữa không? Không, đây là tiền của tớ mà. Tớ không có ăn trộm tiền của Hoàng. Tớ không có lấy mà. Hóa ra là Hiệp, chúng mình đổ nhầm cho Hạnh rồi. Tớ không ngờ là cậu lấy đấy. Tớ xin lỗi vì đã trách nhầm cậu. Cậu đỉnh thật đấy, 10 điểm. Không ngờ là cậu đấy. Hoàng ơi, tao trả sách này. Mà sao mày để tiền bất cẩn vậy? May mà tao cất lại cho đây. Kẹp trong sách á. Ơ, đây này. Thôi, tao về lớp đây. Chuyện này... Như này là sao hả Hoàng? Trả tiền tao đây. Đã nói là không phải tớ rồi mà. Tất cả là tại Hoàng đấy. Tớ xin lỗi. Bộ tưởng xin lỗi là sao mà. Hiểu nhầm thôi mà. Cậu đứng lại cho tớ. Tuấn, bài tập về nhà của em đâu? Dạ. Tuấn, tôi hỏi bài tập đâu cơ mà. Dạ, chuyện là hồi nãy em đánh nhau với bạn Thành ở lớp trên nên bị rách mất rồi ạ. Đã không nộp bài tập, tôi còn đánh nhau à? Đó là thầy không biết đó thôi. Bạn ấy nói thầy đã xấu, lại còn dạy chán nữa. Đã thế, bạn ấy còn bôi quả ngứa vào ghế của thầy. Em cản mãi không được, nên mới đánh nhau đây. Nhìn thầy kìa. Trật tự. Làm tốt lắm. Lần này em làm tốt lắm. Tôi tha cho em lần này thôi đấy. Cả lớp dỡ sách ra học nào. Mau đưa đây. Còn chân chờ gì nữa. Ngày mai cứ đúng quy trình mà làm nghe chưa. Hôm nay thu hoạch khá thật đấy. Ghét thế cơ chứ. Bạn Tuấn bé tí như cái kẹo. Sao các em phải sợ thế? Thầy không biết rồi. Bạn Tuấn có một siêu năng lực vô cùng khủng khiếp. Siêu năng lực cơ á? Thôi, các em về đi. Này Tuấn, tại sao em lại bắt nạt các bạn, lại còn ngồi để ăn quà vặt nữa? Mà em có siêu năng lực gì khiến cho các bạn sợ em ghê vậy? Em có một năng lực đặc biệt. Nó đến từ trí tuệ này này. Đó là khả năng có thể biết được tất cả điểm yếu của mọi người. Cũng giống như việc thầy giấu quỷ đen với vợ đấy. Sao nó biết được nhỉ? Này Tuấn, cầm lấy nha. Thầy ăn cùng em đi ạ. Hả? Có chuyện gì đấy? Cho tôi xin trận nào. Không được, đang chơi. Ông mà không cho, tôi mách thầy ông mang điện thoại vào lớp đấy. Một ván thôi. Một ván thôi đi nhé. Thông minh đây. Xin miếng nào. Ăn mảnh là không tốt đâu.
Ơ kìa bạn ơi, tớ không cho đâu. Nếu không cho, tớ sẽ mách cậu chuyên ăn quà vặt trong lớp. Đây. Cảm ơn bạn Hiền nha. Đi đâu đây? Cho tớ mượn xem với. Chuyện này không hay đâu, tớ chuẩn bị đem đi trả thôi. Được rồi, không cho thì tớ mách thầy chuyện cậu. Ê, đừng. Thế thì đưa đây nào. Cảm ơn nha. Ê, tụi mày, chúng mình phải làm thế nào cho tướng một bài học? Tao có cách rồi. Mua cho kỹ ta. Được rồi, tướng đã đến kìa. Ai để quên lon Coca này? Đúng lúc mình đang khát chứ. Ôi trời ơi, cay quá. Cay quá đi, cay quá. Nhìn nó kìa, đáng đời. Hình như mình vừa nhìn thấy tiền rơi. Không có ai ở đây cả. Ơ kìa, sao vậy nhỉ? Nhìn nó xem bọn mày. Rộng mãi không lấy được tiền nhỉ. Mệt quá đi mất. Lấy được rồi. Chết rồi, tai nạn rồi. Tuấn, Tuấn, mày có sao không? Không biết Tuấn có làm sao không nữa. Bác sĩ, tình hình của Tuấn sao rồi ạ? Ây à, người mình đau quá. Sao mình lại ở trong bệnh viện thế này? Tuấn ơi, bọn tao không cố ý đâu. Mày đừng có làm sao. Tuấn ơi, mày chết đi. Rồi thì chúng ta phải làm sao? Bọn nó đang nói gì vậy nhỉ? Ơ kìa, bạn em không sao hết. Alo. Chúng mày ơi, vào nhìn mặt Tuấn lần cuối đi. Đi. Tuấn ơi. Đáng sợ quá. Chúng mày ơi, lỡ nó về báo thù thì sao? Ra khỏi đây rồi tính. Amen. Mau chạy đi. Nhìn bọn nó buồn cười chưa kìa. Anh em đẩy view cho hai cô gái xinh đẹp nào. Ui xa, tuyệt vời. Hai đứa kia thầy vào kìa. Ôi, thầy đến rồi. Ây à, bọn này đúng là dễ tin người mà. Tao nói thế mà chúng mày cũng tin à. Dám trêu bọn tao này. Thôi chết dạ rồi. May cho các cô cậu là hôm nay có học sinh mới đến đây. Vào đi em. Chào các cậu, mình là Hiền. Rất vui được làm thành viên của lớp LT10. Mong các cậu giúp đỡ mình ạ. Chỗ ngồi của em kia. Cho tớ ngồi với nha. Này mấy bồ, này. Nhìn con nhỏ mới đến kìa, dám ngồi với anh Tú soái ca của tụi mình. Muốn chiếm anh Tú của chị à? Đôi tay ngọc ngà này sẽ xử đẹp đứa nào độc bậc crush của chị. Hôm nào cho tôi mượn cái kẹp tóc này nha. Ê, anh Tú soái ca kìa. Hoàng tử của lòng cô đẹp trai quá. Chết vì dai là cái chết không đầu thai được đâu đấy. Nhìn kỹ lại kìa. Oh my goodness. Úi giời ơi, mãi mới đến thế.
Bà đã biết chuyện gì chưa? Sáng đi học quên không đánh răng chứ gì? Úi giời ơi, chuyện động trời luôn cơ. Hôm nay bọn tôi thấy anh Tú đèo dõi Hiền đi học đấy. Cái gì? Đúng là Suga Nam à. Tức quá. Cái đồ chết tiệt này. Nè, kiềm chế, kiềm chế. Ngứa cả mắt. Đến lúc để Tuấn xin gái này ra tay rồi. Rồi. Này gái, tìm gì đấy? Mình không thấy cặp sách của mình đâu cả. Hình như tôi thấy có cái cặp ở trong nhà vệ sinh đấy. Không biết có phải của bà không nữa. Sách của mình. Làm sao đây? Mày có biết vì sao mày bị như thế này không hả? Tôi làm gì mấy cậu mà mấy cậu đối xử với tôi như này? Bất cứ ai có ý định tiếp cận anh Tú đều phải trả giá. Mày định giả bộ ngây thơ để lấy lòng anh Tú chứ gì? Lần sau thì không nhẹ nhàng thế đâu. Đi thôi chúng mày. Đáng đòn, đáng nhẽ. Vị trí đó phải thuộc về tao. Chỉ có vẻ đẹp hot girl này mới xứng đáng ngồi ở đó thôi. Có mà hot girl này ngồi đấy mà ảo tưởng sức mạnh. Hiền, cậu làm sao vậy? Không, không có gì đâu. Cậu giấu cái gì vậy? Đưa tớ xem nào. Sao sách vở của cậu lại ướt thế này? Tớ không sao đâu, cậu trả lại đây. Có chuyện gì cậu nhớ nói cho tớ biết đấy. Cậu đừng có ngại nha. Cái gì thế kia? Ngày mai chúng ta phải tiến hành kế hoạch B. Đồng ý. Giờ các em chạy vòng quanh hồ cho tôi. Stop. Nhìn đi kìa. Nhỏ Hiền nó đang chạy có một mình thôi sao? Cơ hội đến rồi. Đã hiểu. Tránh ra. Ôi da. À. Đáng đời. Để tôi giúp cậu. Cậu chạy kiểu gì bất cẩn đến ngã thế này? Hình như tớ bị trật khớp tay rồi. Thế để tớ đưa cậu về lớp trước. Vẫn cố tình à? Mày sẽ phải trả giá. Phải làm nhanh, không mọi người quay lại. Cái bút này chỉ có duy nhất mình có. Bây giờ thì để xem còn ai muốn bên mày nữa không. Vậy là xong. Nay thầy Trí có việc bận nên thầy sẽ đổi lớp lấy bút vở ra viết bài. Đâu rồi nhỉ? Anh, có chuyện gì đây? Thầy ơi, em không tìm thấy bút. Em mượn tạm của Tuấn đi, ra chơi rồi tìm. Nhưng đấy là chiếc bút của bố em tặng, nó rất quan trọng với em. Chiếc bút hôm qua bà cho tôi xem phải không? Nghe nói tiền triệu đấy. Đặc thể cơ à? Cả lớp trật tự đi. Anh, chuyện là như nào? Thưa thầy, trước giờ thể dục em còn thấy nó trên bàn, mà bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Em thưa thầy, lúc đó em thấy bạn Hiền là người ở lại lớp cuối cùng đó ạ. Không phải đâu, em không lấy bút của Hạnh đâu ạ. Cậu không lấy thì chứng minh đi. Đụng đấy, nói có sánh mạnh có chừng. Tớ đã nói không lấy rồi mà. Cái bút này biết ngay mà. Bút đắt như thế thì ai mà chẳng tham. Thầy ơi, đó chính là bút của em. Hiền, em giải thích cho thầy biết đi. Hiền, chuyện này là sao? Em, cái bút này không phải như mọi người nghĩ đâu. Vậy thì giải thích đi. Từng lời chất vấn, chỉ trích từ phía các bạn và cả thầy giáo dồn hết vào Hiền. Hiền chỉ biết hoang mang giải thích trong sự bất lực. Cuối cùng, Hiền chỉ có thể hét lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi lớp học. Đã dạy được cho nó một bài học. Còn thích ăn pizza cơ, chả thích ở đây tẹo nào. Kia chẳng phải nhỏ Hiền sao? Nó đang làm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ ở đây đợi con xíu nhé. Vậy là hôm nay có rau ăn rồi. Nó đi đâu rồi nhỉ? Chỗ quỷ quái gì mà bận chết đi được. Nó đi đâu mất rồi? Đâu vậy?
cậu không nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Tớ thấy cậu ngất ở ngoài nên đã đưa cậu về nhà tớ. Thôi, chúng mình đi vào đi, ở đây nhiều muỗi lắm. Mà, nhà như thế này cậu cũng ở được sao? À, thì tớ... Thôi được rồi, hôm nay cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Nhưng mà, tại sao hôm trước tớ lại đưa cậu đi học vậy? À, tớ mang đồ cho mẹ. Mẹ tớ làm thuê cho nhà Tú, nên Tú chở tớ đi học luôn. Vậy á? À mà thôi, giờ cũng muộn rồi, tôi đi về trước đây. Con gái, con đi đâu bây giờ mới về? Con có chút việc riêng mẹ. Nhiều đồ ăn quá. Hình ảnh Hiền chân chất đang cười tươi hạnh phúc với mớ rau nát rơi bên đường đã khiến Hạnh bắt đầu thay đổi. Thôi, mẹ ăn trước đi, con mệt lắm à. Ơ kìa, Hạnh. Này, sao còn chưa vào lớp? Chúng mày vào trước đi. Sao nhỏ Hiền còn chưa đến nhỉ? Hiền, đi theo tớ. Ờ, có chuyện gì vậy? Hôm nay tớ muốn thú nhận một điều. Chính tớ là người đã bỏ chiếc bút vào cặp sách của Hiền để vu oan cho Hiền. Tớ rất ân hận. Cậu tha lỗi cho tớ nhé. Chuyện gì vậy trời? Không sao đâu, mấy chuyện đó tớ đều quên rồi. Còn tớ nữa, tớ xin lỗi nha. Tớ xin lỗi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta là bạn tốt nha. Vậy mai 7 giờ tớ với mọi người đến đón cậu nhé. Hiền, mọi chuyện cũng rõ ràng rồi, từ mai cậu đi học lại nhé. Ừ, chắc chắn rồi. Đến nhà rồi. Đã đến nơi rồi sao? Con nhớ bố lắm. Bố hãy phù hộ cho mẹ và con gặp được người tốt nhé. Hạnh, xuống đi con. Bố hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Chúng ta vào nhà thôi. Cứ để đồ ở đây, tí anh mang lên cho. Nhà chú ấy đẹp quá mẹ. Cuối cùng con bé cũng cười rồi. Đây sẽ là nơi chúng ta ở sau này đấy. Tất cả các phòng ở đây hai mẹ con đều có thể vào. Chỉ riêng căn phòng ở cuối hành lang hai mẹ con không được vào. Dạ, em biết rồi. Thôi, hai mẹ con lên tầng tham quan tiếp nào. Không biết trong căn phòng đó có gì nhỉ? Mình phải xem bên trong có gì mới được. Ta đã nói không ai được phép vào căn phòng này cơ mà. Dạ vâng, cha xin lỗi ạ. Thôi, chúng ta lên đi nào. Câu hỏi về căn phòng bí ẩn đó vẫn chưa nguôi trong lòng Hạnh. Hả, Dượng đi đâu mà nhìn lén lút vậy nhỉ? Mình phải làm rõ chuyện này. Chú ấy vào căn phòng đó sao? Lại là tiếng tập cứu. Lạ ghê. Hay là... Cứu! Cứu tôi với! Cứu! Sắp xong rồi. Đây sẽ là một tuyệt phẩm cho xem. Ông định làm gì tôi? Thả tôi ra! Có ai không? À! Cảm giác thế nào? Ta đúng là thiên tài mà. Trời ơi, mẹ đang gặp nguy hiểm rồi. Đó chính là chìa khóa phòng. Mình phải vào đó xác nhận lại mới được. Chắc Dượng ấy ngủ say rồi. Bị phát hiện. Cầu trời đừng có tỉnh lại nhé.
xem thế nào. Không phải rồi. May quá, đây rồi. Dừng lại. Ta đã bảo là không được phép bước chân vào đây. Tại sao con không nghe lời hả? Dạ, con xin lỗi ạ. Giường ấy lại vào trong đó rồi. Cái búa này chắc chắn là hung khí rồi. Người đã hết giá trị lợi dụng rồi. Công, công, làm ơn tha cho tôi. Tạm biệt nhé. Chẳng lẽ giường ấy là mấy kẻ lập dị như trong phim sao? Dùng chìa khóa vẫn đang cắm trên cửa. Cơ hội để phơi bày mọi thứ chỉ có duy nhất lần này thôi. Mẹ ơi, Dượng đang làm gì đó? Sao cơ? Mình mau đi đi mẹ. Cái gì thế này? Sắp được rồi. Anh ấy đang làm cái gì vậy? Đáng sợ quá. Đây là món quà mà ta dành tặng cho con. Wow, đẹp quá. Con cảm ơn Dượng. Hai mẹ con vui là tốt rồi. Mời cô dâu chú rể tiến vào trong lễ đường. Cuối cùng cũng đến kịp. Chúc mừng đôi bạn trẻ nha. Này, vui quá rớt nước mắt à. Bà đừng có để ý đến tôi. Cậu hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tụi mình. Đã đến lúc phải đi rồi. Hoàng buồn bã quay lưng rời đi trong tiếc nuối. Anh lê từng bước chân nặng nề trên con đường thân thuộc chứa đầy kỷ niệm của anh và Hiền khi xưa. Vậy là hết thật rồi. Những kỷ niệm nơi này giờ cũng chỉ là... Cơn say làm Hoàng chìm sâu vào giấc ngủ và đưa Hoàng đến một giấc mơ. Trong giấc mơ đó xuất hiện hình bóng một người con gái, người đã khiến trái tim Hoàng rung động bao lâu nay. Chơi một lúc thôi mà mệt thật đấy. Trên tóc cậu ấy... Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ? Trên tóc cậu coi cái lá kìa. Nhìn đây. Tớ đi mua nước, cậu đợi ở đây nha. Cái gì đây? Là của Hiền sao? Mình đọc một chút chắc không sao đâu nhỉ. Ngay lần đầu gặp cậu ấy, tim mình đã đập thình thịch. Hát, hát là ai vậy nhỉ? Không biết là mình hay là Hiệp. Tớ quay lại rồi nè. Của cậu đánh rơi nè. Chẳng nhẽ người ấy là Hiệp sao? Cậu uống nước đi, tớ mở rồi nè. Đầu của mình đau quá.
Sao cậu lại ở đây? Cậu bị làm sao đấy? Không muốn nhìn thấy tớ nữa chứ gì? Chuyện này là sao? Ngày 2 tháng 6 năm 2018, sao thời gian lại như thế này? Chẳng lẽ điện thoại bị hỏng rồi à? Vậy là sao đây? Hiền, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mùng 2 tháng 6 năm 2018. Đây không phải là mơ. Mình đã trở về năm 2018. Cậu có chắc năm 2018 không đấy? Đừng có làm trò nữa, thôi đi về. Mau lên. Ông trời đã cho mình một cơ hội, mình phải nắm chắc nó mới được. Hiền, đợi tôi với. Đã xong. Này 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 này. Hả? Giúp tôi đưa cái này cho Hiền với. Đưa cái này cho Hiền sao? Hình ảnh đám cưới của Hiền và Hiệp chợt hiện về, như để nhắc nhở Hoàng cần phải biết trân trọng cơ hội có 102 này. Hộ tôi một tí đi mà, nhanh lên. Để xem nó viết cái gì nào. Tớ thích cậu, Hiệp. Không thể để nó thành công được. Hiền, Hiệp nhờ tớ đưa cho cậu cái này nè. Này Hiệp, hoàn thành nhiệm vụ nhé. Ok. Cái quái gì vậy? Đánh nhau không à? Cậu được lắm. Cậu ấy đọc rồi kìa. Hả? Cậu ấy ném cái gì vậy? Hiền, sao lại thành thế này chứ? Phải tranh thủ để quà vào đây trước khi Hiền quay lại mới được. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm đây mà. Muốn cạnh tranh với tôi sao? Hiền sợ nhất là rắn. Thay búp bê bằng con rắn này thì đảm bảo mất điểm tuyệt đối luôn. Tí về nhớ đợi tôi đấy. Ớ, người trồng cây si bà kìa. Mau mở ra xem đi. Có chuyện gì? Thằng Hiệp nó đang tỏ tình Hiền kìa. Đi nhanh, không mất Hiền bây giờ. Đi thôi. Hiền ở đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Hiền, đây là tấm lòng của tớ. Tớ xin lỗi, tớ không nhận được đâu. Cậu cứ nhận đi. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đọc rồi. Không được. Câu trả lời của cậu là gì? Tớ không thích Hiệp thì chắc chắn không thể đồng ý được rồi. Cậu ấy... Cho tôi xin lỗi. Đứng trước tình huống này, Hoàng đành thú nhận toàn bộ những trò đùa phá phách mà bản thân đã bày ra để làm cho Hiền ghét Hiệp, với mong muốn Hiệp tha thứ và hiểu cho tình cảm của mình. Hóa ra là ông. Tại sao ông lại làm như thế đối với tôi? Bỏ ra. Vì tôi thích Hiền, tình cảm của tôi còn hơn ông rất nhiều. Hoàng cũng thích Hiền sao? Sao bây giờ cậu mới nói? Hiền à, nhiều lần tớ muốn nói, nhưng tớ sợ cậu không muốn làm bạn với tớ nữa. Thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi, tớ chỉ chờ cậu nói ra thôi. Thật sao? Yeah, hoan hô. Chúc mừng nha, chúc mừng. Ở đây đã không còn chỗ cho mình nữa rồi. Vậy là Hiền và Hoàng đã chính thức trở thành một đôi. Đám cưới Quang Hoàng và Thu Hiền. Chúc mừng đám cưới hai bạn nha. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Thật sự chúc mừng cho hai người. Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới nào. Từ nay cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Duyên phận có thể do trời tạo, nhưng hạnh phúc của mỗi người là do bản thân bạn quyết định. Tình yêu, hạnh phúc sẽ chỉ đến với người biết trân trọng và nắm bắt nó mà thôi. Tớ chỉ đi muộn có một phút thôi mà. Đừng lý do, đọc tên với lớp đi. Có chuyện gì? Ừ. Đại ca, nó ghi tên em vào sổ rồi. Thích ghi tên à? Xóa tên nó nhanh lên. Ừ, tôi... Có biết bọn đây là ai không? Hi, đã đi muộn rồi còn giữ thói côn đồ à? Đèn đi. Tự nhiên lại gặp nhỏ Hiền đề bày. Đồ quý cái. Giờ mới biết à?
Tuấn Tú Tùng ghi hết vào. Đứng lại, cầm cái gì trên tay đây? Bản kiểm điểm vì dùng điện thoại trong giờ học à? Thôi được rồi, cậu đi được rồi đó. Nước uống của hai chị đây ạ. Chúc hai chị ngon miệng. Mặc dù ở trường cô ấy rất dịu dàng, nhưng thực ra cô ấy là một cô gái vô cùng dịu dàng. Cô rất sợ ai đó ở trường trông thấy cô trong bộ dạng như thế này. Bọn chúng đang làm cái gì thế kia? Ở địa bàn của chị mà dám bắt nạt à? Có dừng lại không? Chúng mày ăn đòn bao nhiêu lần rồi chưa chưa à? Dám xía vào chuyện của tao, lên cho nó bài học. Chết mẹ. Trời ơi bảo tóc ơi. Ôi mẹ ơi. Đánh bạn tao à? Tao cho mày biết tay. Sao lại không cử động được thế này? Muốn đấu với ta. Ôi à, đau đau. Một, chạy, chạy nhanh mẹ ơi, chạy đi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Ai khóc vậy nhỉ? Lại là cái tên khó ưa này. Trong trường có lẽ người hiền ghét nhất là tên Hoàng này. Hắn vừa đẹp trai lại thông minh, nên đã làm biết bao nhiêu nữ sinh phải đau lòng. Cái tên đáng ghét kia, sao suốt ngày làm nữ sinh phải khóc vậy hả? Ai bảo sinh ra để đẹp trai chứ? Cuối cùng cũng xong, mệt quá. Hả? Chết rồi, trốn ở đâu bây giờ? May mà có quán cà phê này, không thì ướt hết. May mà cậu ta chưa nhìn thấy mình. Mình không thể để cậu ta nhìn thấy mình làm ở đây được. Sao ngồi lâu thế? Định ngủ ở đây hay gì á? À. Ô, Hiền. Cậu làm ở đây lâu chưa? Tớ. Ơ, cậu đi đâu đấy? Đợi tớ với. Không biết chuyện mình đi làm đã bị lộ chưa nhỉ? Chúng mày đã xem tập phim hôm qua chưa? Đỉnh cao luôn ấy nhỉ? May quá, bọn nó chưa biết. Ơ, sao cậu ta lại đứng ở đó nhỉ? Hai. Cái gì vậy trời? Em ơi, cho anh hai cốc nước. Dạ. Nước của hai anh đây ạ. Ơ, đây chẳng phải là bạn Hiền sao đỏ của trường mình sao? Ây da, là Hiền sao đỏ thật này. Tin này mà lên toàn trường thì chắc hot lắm đây. Kìa mày. À! Chúng mày cố tình đúng không? Nào. Sao nào, từ nay ngoan ngoãn một chút, không là tao cho cả trường biết cái vụ này đấy. Đã nghe rõ chưa? Nếu không vì bức ảnh đấy thì bọn mày chết chắc rồi. Tớ vừa nhìn thấy rồi. Tớ không hề nói chuyện cậu làm ở đó cho bọn nó nghe đâu. Mà làm gì không quan trọng. Nếu công việc đó giúp ích cho gia đình cậu, cậu không cần phải sợ việc bị người khác biết được việc làm của mình mà. Mình thích cậu như trước, là một người con gái mạnh mẽ. Hãy nhớ những lời mình nói đấy. Mình đi đây. Tớ. Cậu ấy nói đúng. Mình có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ. Ê, Võ Hiền sao đỏ kìa. Đi đâu đây? Gặp bạn mà không chào nhau một câu à? Chị đây nhịn lắm rồi đấy nhé. Ai ôi, ôi à. Con này, mày có tin tao đăng cái này lên bản tường trường không hả? Thả, thả tao xuống. Còn muốn bắt nàng nữa không? Ôi à. Tưởng chị đang sợ chắc, cứ nói cho cả trường biết đi. Lần sau thì tránh xa ra nhé. Phục vụ, cho 4 cốc nước nào. Dạ, có ngay đi ạ. Hello. Đây, để bọn tớ giúp cho. Không ngờ, không những các cậu ấy không chê mình mà còn giúp đỡ mình nữa. Ê, chúng mày ơi, chúng mày đoán xem lần này bài kiểm tra tao được bao nhiêu điểm. Nhìn mặt mày thế này, chắc ăn may được điểm cao chứ gì. Chỉ có mày mới hiểu tao á. Gì cơ? Không lẽ mày được 10 điểm? Tèn tèn. 8 điểm nằm chắc trong tay. Còn 2 điểm thì trên bài thi đây này.
Ôi giời ơi, tưởng thế nào? Mày bớt nói phét đi, nhìn bà của tao nè, thấy gì chưa? Làm màu vừa thôi ông tướng, nhìn tao học tập đây này. Gì thế này, 10 điểm á? Chúng mày có lắp motor vào đít cũng không bao giờ đuổi kịp tao đâu. Điểm kém sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tao. Điểm thì cũng cao đấy, nhưng mà tinh tướng vừa thôi. Tinh tướng vừa thôi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Có giỏi thì bài kiểm tra được tới hơn điểm tao đi. Ok, chiến luôn đi ông cháu ơi. Nhưng mà nếu mày bị điểm kém hơn tao thì sao? Thì sao nào? Thì tao sẽ tỏ tình bên kia kìa. Thật vậy sao? Em ơi, ghê thế. Nhớ nhá, Việt Nam nói là làm đấy. Cho tao nói lại được không? Một thời gian sau. Không ổn rồi, mình phải tìm chỗ giấu cái này đi mới được. Hay là giấu vào đây? Chắc là không ai biết đâu. May quá, không có ai nhìn thấy. Chào Hiền. Thẩm thuộc cái gì đó đấy. Không có gì đâu. Trông nghi lắm. Với bộ dạng này, chắc chắn nó giấu cái gì ở đó. Mày giấu cái gì đấy? Tao có giấu cái gì đâu. Theo sách tâm lý tội phạm thì trong mày rất là đáng nghi. Mày không chịu khai đúng không? Vậy thì để tao tự tìm. À, đây rồi. Không được, trả đây. Xem nào, xem giấu cái gì nào. Bài kiểm tra 2 điểm à, trả đây tao. Tao biết ngay mà lại. Luật hoa quả, không chừa một ai đâu nhá. Mày có thích tao đấm cho mày, biêu mỏ mày không? Trả lại cho tao. Mệt quá. Cái con người xấu cả tính, xấu cả nết, thấy mà ghét. Lấy bài kiểm tra không hả? Còn lâu nha. Đứng lại. Cái gì đấy? Tao xin mày, đoạn ký ức này mày hãy sống để trong bụng, chết mang theo, đừng nói với ai nha. Con Hiền ngày thường mà cứ song song với trời, đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Hiền, Hiền ơi, đâu rồi? Hiền ơi, Hiền đói nhỉ? Lạ thật, thôi được rồi, ngoan á, thì cái gì cũng có nha. Chú mày ơi, điểm toán chào anh em nha. Khét thế nhỏ. Ăn mừng thôi. Vỗ tay vỗ tay. Giỏi thế nhỏ. Về chỗ. Thế điểm kiểm tra cao chứ? Thì tất nhiên là cao rồi. Không được. Dạ thưa, em đã bóp cho anh nha. Được. Hả? Đúng rồi, bóp mạnh vào. Định giết người hả? Có nhìn thấy cái gì đây không? Bóp nhẹ thôi, ok. Mấy tiếng sau. Nhẹ nhẹ cái tay thôi. À thôi, tao đói quá. Đi kiếm cái gì ăn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Thế bây giờ anh Tú thích ăn gì ạ? Biết rồi còn hỏi. Đi nhanh lên, tuân lệnh. Tan tan. Thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Wow. Ăn thôi. Ê, của tao. Tao cái này. Thế là đi tông tiền tiết kiệm tháng này của mình rồi. Cho tao thử một miếng coi. Ngon quá. Này, khát nước quá. Rót tao cốc nước cái nha. Nhanh cái chân lên. Cái thằng quỷ sứ dám sai mình à? Được rồi, để xem. Dạ, xin mời anh ạ. Ừ, được. Khoan, nhưng mà cái cốc này, này nó lạ lắm nha. Thôi, thì uống đi, tao hết khát rồi. Uống đi, uống đi, uống, nhanh lên.
gây, chơi tao à. Ngày hôm sau, Hiền ơi, có nhà không? Đang ngủ à? Làm cái gì mà ngồi ngoài này ngủ thế này? Hiền ơi, dậy đi chơi đi. Ồ, không chịu dậy à? Không dậy thì tao đã có cách. Cho mày biết tay này. Để xem mày chạy đâu cho thoát. Dậy đi, dậy đi. Cái gì thế này? Tô, mày thích giở trò không hả? Đứng lại. Đố em bắt được anh. Mày ui da. Liều liều cái đồ kiêu căng, có đứng lại không hả? Stop. Coi như đây là bài học để mày bớt cái tính kiêu căng kiêu ngạo đi. Không chả có đứa nào thèm chơi với mày đâu. Mày cũng nói đúng. Thôi, thay đổi đi nha. Có điện thoại. Dạ, sao ạ? Thật á? Nó sao vậy nhỉ? Tú, cô Hoa vừa gọi điện cho tao báo cô chấm lộn bài. Tao được 10 điểm. Hả? Cái gì? Thôi, tao về đây. Tú, mày đứng lại. Cô tôi với. Lại thế rồi.